Xin chào, tôi là Tín, giám đốc quốc gia công ty Just Analytics. Hôm nay tôi sẽ có một chia sẻ ngắn về góc nhìn của Just Analytics về xây dựng văn hóa dữ liệu cho doanh nghiệp. Chúng ta hãy bắt đầu với định nghĩa văn hóa dữ liệu là gì. Có nhiều định nghĩa về văn hóa dữ liệu. Ở đây thì văn hóa dữ liệu có thể được hiểu theo 3 ý như sau. Thứ nhất là việc sử dụng dữ liệu trong các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Thứ hai là việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì dựa trên cảm tính. Thứ ba là việc sử dụng những thông tin mà dữ liệu mang lại để đưa ra những quyết định mang tính chiến lược. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh một doanh nghiệp có văn hóa dữ liệu tốt thì có được những thành quả trong việc xây dựng nên một đội ngũ vững mạnh, tăng năng suất, tăng doanh thu và cắt giảm được chi phí. Nếu doanh nghiệp của bạn hiện đang trong giai đoạn xây dựng lộ trình về phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp thì hãy liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ của Just Analytics sẽ đưa ra những chiến lược hỗ trợ xây dựng lộ trình và từng bước triển khai giải pháp công nghệ để góp phần xây dựng văn hóa dữ liệu cho doanh nghiệp của bạn.